Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Pháp và Ukraine 1:45 ngày 5 tháng 9 vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Các cầu thủ Pháp vừa có trận đấu không tốt khi để đội tuyển Bồ Đào Nha cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi tại bảng D vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Lúc này, Leilu đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 4 lượt trận hơn đội đứng thứ hai Ukraine 4 điểm. Đêm nay, Pháp có chuyến hành quân tới sân của đối thủ cạnh tranh là đội tuyển Ukraine và nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ vững chắc ngôi đầu. Như đã nhắc ở trên, đội tuyển Pháp đang có phong độ sa sút khi để đội tuyển Bồ Đào Nha cầm hòa. Rộng hơn, họ đang có mạch 4 trận chia điểm liên tiếp, song song họ để thua kèo cả 4 trận kể trên. Ở một diễn biến khác, đội tuyển Ukraine thể hiện phong độ tốt khi họ bất bại cả 4 trận đã đá tại vòng loại, trong đó có trận hòa 1-1 trước Pháp ở lượt đi. Đáng lưu ý, đội tuyển Ukraine từng vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 ở lượt trận gần nhất khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà tại vòng loại World Cup. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Ukraine và Pháp, tỷ lệ Ukraine và Pháp 3/4, tỷ lệ 2/1. Chuyên gia nhận định Ukraine dương 3/4, dự đoán kết quả chung cuộc hòa 1-1. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.